Thank you.
chúng ta vừa làm trong một phút. Anh em Sài Gòn Vĩnh Long và Nguyễn Ngọc Hầu số 24 cầu Hầu chia đôi đường.
68 đang làm chú ơi chú mình gọi tôi là Nam Du tôi làm mỹ ca
Hai người luôn.
kết quả thi đấu bán kết của bảng hai hệ chuyên nghiệp. Vận động viên Phạm Tiến Chiến là số neo 08 câu lạc bộ Phú Quốc Phú Quốc đã về nhất, và vận động viên Huỳnh Minh Sang mà số neo 28 câu lạc bộ người Lan Thảo Tăng sẽ về nhì. Thank you.
Xếp thứ hai vận động viên Đồng Quốc Tài số 04 câu lạc bộ Phước Trâm Phú Quốc. Xếp thứ ba vận động viên Nguyễn Anh Tuấn số 03 câu lạc bộ Phú Quốc Phước Trâm. Và về thứ tư là vận động viên Quỳnh Minh Sang là số 28 câu lạc bộ Vườn Lan Thảo Ngân. Sau đây ban tổ chức sẽ tiến hành tổng kết và phát thưởng cho các vận động viên đã đạt thành tích. Và ngay sau đây, thay mặt ban tổ chức chúng tôi xin được công bố kết quả thi đấu và thưởng. Đầu tiên chúng tôi xin được công bố ở nội dung hệ phong trào dòng xe hai thì Suzuki Sport. Xin được chúc mừng hạng tư vận động viên Bùi Tuấn Trọng, câu lạc bộ Phước Trâm Phú Quốc. Hạng ba, vận động viên Nguyễn Tấn Lộc, câu lạc bộ Phước Bạc Liêu Hiếu Phan Anh. Hạng nhì, xin được chúc mừng vận động viên Nguyễn Hoàng Long, câu lạc bộ Trọng 179 sân bay Tân Sơn Nhất. Và hạng nhất ở nội dung này, xin được chúc mừng vận động viên Phạm Văn Thiện, câu lạc bộ Phồn Hoa Vlog. Và ngay bây giờ ban tổ chức xin được trân trọng kính mời các vận động viên chúng ta có tên sẽ khẩn trương lên nhận giải từ ban tổ chức. Bốn thì Exeter. Hạng tư, xin được chúc mừng vận động viên Trần Vũ Minh Quốc, câu lạc bộ A Sáng quận 10. Hạng ba, vận động viên Đào Hồng Trung, câu lạc bộ Phước Trâm Phú Quốc. Hạng nhì, vận động viên Trần Hoàng Phúc, câu lạc bộ Phước Trâm Phú Quốc. Và hạng nhất ở nội dung này xin được chúc mừng vận động viên Nguyễn Hoàng Tiến, câu lạc bộ Cần Thơ Giang Sport. Và ngay bây giờ ban tổ chức xin được trân trọng kính mời các vận động viên chúng ta sẽ lên nhận thưởng từ ban tổ chức.